tinh thần thi đấu rực lửa của đội bóng Sài Gòn Heat, những vũ điệu vô cùng sôi động của Sài Gòn Hacker và không khí cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Tất cả sẽ có trong trận tranh tài giữa Sài Gòn Heat và Hitech Bangkok City diễn ra vào lúc 19:30 ngày 29 tháng 1 năm 2016. Đón xem trực tiếp trận đấu tại website saigonheat.com/livestream